nó bảo mình đầu tư vào 2 triệu đô xong rồi là được 6 tháng sau nó bảo anh Tuấn khó quá, bây giờ là anh vào anh vận hành tiếp đi, bây giờ em phải nghỉ ngơi thôi chứ còn tình hình càng quá anh ạ, em bây giờ ốm rồi, thế thì vậy thì tiền của mình đổ sông biển à, đúng không? Đấy, cho nên người ta nhìn vào ban lãnh đạo đầu tiên. Em muốn hỏi vấn đề này bởi vì thầy là ở khía cạnh một nhà đầu tư ấy, và em đang được rủ rê vào một cái dự án rất là lớn, cái mục tiêu của nó rất là lớn. Nhưng mà có một số vấn đề mà em xin ý kiến thầy, bởi vì là ở góc độ nhà đầu tư thì sẽ có cái nhìn khác. Dự án này là muốn thực hiện trong 6 năm, huy động 22 triệu đô và tạo ra một doanh nghiệp nó 100 triệu đô. Tuy nhiên nó dùng cái cơ chế vốn ấy, thầy biết là cái cơ chế vốn mà Động Minh Nhật và một số người bây giờ họ đang đang thổi nó lên đấy. Đấy. Và em cũng được tham gia dựa trên một cái người bạn, họ họ lập ra một cái team triển khai đấy thôi, và em bạn em là lôi kéo em vào thôi. Nhưng mà em nhận ra là cái team triển khai này thì họ không có một cái kinh nghiệm nó đủ, cái tầm quản lý nó không đủ. Và em đang rất là băn khoăn là nếu như mà ở góc độ một nhà đầu tư thì họ sẽ nhìn một cái dự án lớn như vậy với một cái đội ngũ triển khai như vậy thì họ sẽ làm gì, họ nghĩ như thế nào. Đấy thì em xin ý kiến thầy về cái việc chung chung thế Rồi. thôi, còn có rất rất nhiều thông tin khác em không dám nói ra, nó là một thông tin nhạy cảm. Rồi, nói vậy là thầy hiểu Em rồi. xin hết. Vâng. Dạ Công dạ. thức chung của nhà lãnh đạo với họ đầu tư này, họ quan tâm đến cái yếu tố đầu tiên là cái tầm của ban lãnh đạo. Tức là khi họ triển khai một cái dự án thì hỏi ban lãnh đạo này có kinh nghiệm, có cái tâm, có cái tâm nhé, Vâng. có cái tầm, có cái tài như thế nào, và mức độ kiên trì của cái nhà đầu tư này thế nào, của cái nhà vận hành như thế nào. Thầy lấy ví dụ thế này, nếu mà họ đầu tư cho thầy mà thầy là người mà chuyên đi lừa đảo, chắc chắn không ai dám đầu tư, kể cả cái business đấy nói hay mấy hay người ta cũng không đầu tư. Nếu họ đầu tư cho thầy mà không có cái tầm, tức là không có cái khát vọng dân tộc, mà chỉ là cái khát vọng quanh cái luẩn quẩn thôi, không thì họ không đầu tư. Và cuối cùng nữa là họ nhìn vào cái tài, là cái kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp của mình có hay không. Và cái thứ tư nữa là họ nhìn vào con người mình, tính kiên trì, tức là mình làm cái gì mà cứ khó là mình bỏ, thì nay mai mẹ nó mình nó bảo mình đầu tư vào 2 triệu đô xong rồi là được 6 tháng sau nó bảo anh Tuấn khó quá, bây giờ là anh vào anh vận hành tiếp đi, bây giờ em phải nghỉ ngơi thôi chứ còn tình hình càng quá anh ạ, em bây giờ ốm rồi, thế thì vậy thì tiền của mình đổ sông biển à, đúng không? Đấy, cho nên người ta nhìn vào ban lãnh đạo đầu tiên. Thứ hai, họ nhìn vào pháp lý nền. Ví dụ như cái doanh nghiệp này mà mọi thứ cái tính pháp lý nó không minh bạch, ví dụ trốn thuế, ví dụ như là những cái pháp lý nó mang tính vay mượn, hay là ví dụ như là thực phẩm chức năng mà là không được đăng ký bản quyền, không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế mà chỉ là kem trộn chẳng hạn, ví dụ thế, thì không ai nào họ làm cả, vì tính pháp lý đấy nó rất là ẩu, nó liên quan đến an toàn thực phẩm, liên quan đến cái pháp lý nền, liên quan đến các cái điều kiện tiêu chuẩn, liên quan đến các giấy phép con, vân vân. Thì nếu pháp lý nền mà không chuẩn là người ta không chơi. Câu chuyện thứ ba, người ta thẩm định mô hình kinh doanh. Nếu mô hình kinh doanh đấy mà không nhân bản được thì người ta không chơi. Vì bất cứ một rào cản nào mà không nhân bản được người ta không chơi. Ví dụ, vì rào cản là không có đủ nhân lực, vì rào cản là nó không có cái phương pháp để, không có cái key để mở chuỗi, vì những cái rào cản khác nào đó mà không thể có thể làm mở mở chuỗi được, nó nhân bản ra, nó không thể toàn cầu hóa được, không thể toàn quốc tế hóa được, không thể là toàn quốc hóa được, nó như kiểu là nó chỉ là mô hình xóm thôi thì người ta không đầu tư, người ta gọi là mô hình kinh doanh. Nhưng nếu đảm bảo được yếu tố thứ ba là mô hình kinh doanh ngon, nhưng mà ông dùng mô hình quản trị nó không tốt, tức là ví dụ như là mô hình quản trị là ông phải hệ thống, có cái hệ thống luật chơi,
hệ thống khoán. Còn nếu mô hình quản trị là quyền lực tập trung, tức là quyền lực nó tập trung vào thằng chủ tịch thì họ không chơi. Mà mô hình quản trị là quyền lực nó nằm ở bộ luật chơi, và mọi người ở trong cái hệ thống đấy là chơi, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của doanh nghiệp thì được. Chứ còn nếu mà mô hình quản trị là nó phụ thuộc vào quyền lực của một nhóm người thì nhà đầu tư không ai người ta ném tiền vào. Như vậy là yếu tố thứ tư là mô hình quản trị. Yếu tố thứ năm, người ta phải kiểm tra cái lộ trình lợi nhuận để đánh giá hiệu quả đầu tư. Yếu tố Yếu tố thứ sáu, người ta đánh giá những cái rủi ro của ngành. Ví dụ như những ngành nào mà bị dính bằng này, cái rủi ro là người ta khiếp này, vừa có công nợ, vừa có tồn kho, vừa có hàng hết đát, vừa có hàng hỏng lỗi nhiều. Thì như vậy là người ta khiếp, không ai dám dây vào cái ngành đấy cả. Ví dụ như ngành xây dựng là một cái ngành mà rất nhiều rủi ro, tức là lợi nhuận thì có nhiều nhưng mà gặp một cú rủi ro là ông knock out ngay đấy. Tức là vừa tồn kho, vừa công nợ, lại hàng tồn, vừa công nợ này, vừa tồn kho này, mà lại vừa hàng tiêu hao này, vừa hết đát này, vân vân. Tức là nó có những cái rủi ro nó lớn quá, và có những ngành nó mặc nhiên nó gặp phải rủi ro. Ví dụ như ngành xuất khẩu lao động thì cứ 10 thằng nó ra ngoài, sang nước ngoài nó lao động thì sẽ có 2 thằng nó trốn ra ngoài. Xong nó trốn ra ngoài mà không ai nó làm bậy, xong bị công an nó bắt, nó kiện, xong lại khai náo, nó lại bảo là mẹ tại cái đơn vị dẫn nó đi xuất khẩu lao động, xong xúi nó. Thế là chết mẹ rồi. Người thật việc thật là mình tử tế, nhưng mà nó cứ bôi mẹ mình, xong rồi nó về nhà nó lại quay sang nó đòi tiền mình, mà mình không trả là mẹ thành mình lừa đảo. Mà thực ra là nó sang đến nơi nó lừa đảo mình, nó trốn ra ngoài. Thì nó cứ sang nó phang mình. Hay là ví dụ ngành làm đẹp cho phụ nữ cũng vậy, là một ngành có rất nhiều rủi ro. Ví dụ như là đối thủ nó đều nhau, nó chỉ cần xui một con đến mà làm đẹp, thì xong nó lấy cái kim nó chọc mẹ, nó mọc cái mụn, xong mai này cứ u mẹ lên là cái spa này là làm kiểu gì mà nó mọc mụn. Thế là báo chí nó viết phát là lúc bấy giờ là những cái rủi ro, là tức là bạn hình dung là có những cái ngành nghề nó rất nhiều rủi ro, thì họ phải tính vào cái tính rủi ro đấy để xem đến có đầu tư không. Bởi vì nếu không là kiếm củi 3 năm thiêu dở. Hình dung cái này không đại ca Cường? Dạ em hình dung rồi. Em xin phép thầy thêm một thông tin nữa, tức là thầy giới hạn lại giúp em. Cái ngành mà em đang nói đến nó. Thế nào? Không, tôi chỉ cho ông công thức và ông dùng công thức để ông scan. Vâng ạ. Chứ tôi không bàn về cái việc thằng này tốt thằng kia xấu nhá. Dạ vâng, em hiểu ạ. Hiểu không? Đừng có xui tôi phán xét thằng nào hết. Vâng. Tôi chỉ cho ông công thức để ông scan tôi, và ông khôn thì ông scan được, còn ông ngu thì ông cứ nào vào đây là việc của ông. Mà nhiều khi mẹ nó đúng rồi mà ông sực, mà ông tưởng là nó sai, thì đấy là do ông đánh mất cơ hội. Nên chứ tôi không tham gia vào bình luận cùng với ông. Vâng. Thầy cho mình phải làm rõ quan điểm như vậy, không mất đồng trước được đồng sau. Yeah. Sắp bắt đầu đến cái yếu tố nữa là cái rào cản của ngành. Tức là ông mở ra cái ngành hôm nay thì nó chưa có cạnh tranh, nhưng mà cái rào cản gia nhập cái ngành thì nó dễ quá. Ví dụ như bán trà chanh chẳng hạn, thì đéo mẹ đứa trẻ con nó có mấy đồng nó mở được quán trà chanh. Cái rào cản vào ngành nó không có gì khó khăn cả. Hay là mở quán cà phê chẳng hạn, mẹ cứ có mấy đồng nó mở được quán cà phê, chứ cần quái gì phải trình độ ở đâu ra. Không. Hay là làm gia công xưởng may chẳng hạn. Cho nên ví dụ mà. Thế thì nó gọi là cái rào cản gia nhập ngành nó dễ quá thì sau nó sẽ bị cạnh tranh, và chưa thu hồi vốn đã chết.
Và cuối cùng yếu tố thứ 8 là tỷ lệ cấu trúc vốn. Tỷ lệ cấu trúc vốn là ví dụ họ bán cho mình là mình sở hữu 1% hay 0,1% hay 34% trở lên hay là 51%, nó cũng là một yếu tố quan trọng. Tức là đối với nhà đầu tư, tất nhiên đấy là nhà đầu tư chiến lược. Còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì nó bán bao nhiêu mua bấy nhiêu, đấy là tùy. Đấy, thì tóm lại nó như vậy. Bởi vì thầy cũng đang tất cả các doanh nghiệp 100%. Khi nó nghĩ đến mở doanh nghiệp là nó nghĩ đến IPO. Và nó đều làm mô hình mà như em nói cả. Chỉ có điều là ở Việt Nam thì nó rất dễ biến tướng. Và nếu mình không có cái công cụ scan thì mình dễ bị lừa. Nhưng nếu mà mình không có cái công cụ scan thì đấy là cơ hội, tưởng đấy là bị lừa. Cho nên là giữa ma và người nó cứ lẫn mẹ vào nhau. Cái mắt mình mà không tỉnh, không, thì mình bị, có khi để ma thì mình theo, mà người thì mình bỏ. Thì đấy, thì thầy chỉ cho em cái công thức scan thôi. Còn nhiệm vụ còn lại là của em, chứ thầy không tham gia phán xét nhá. Kính thưa anh Cường. Dạ vâng, em cảm ơn thầy.